Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày mùng 5 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với lực lượng quân đội di rời khẩn cấp hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân đèo núi Phú Gia sau khi phát hiện vết nước dài trên núi. Vết nước dài khoảng 50m, rộng khoảng 4m có nguy cơ sạt trượt đất đá trên núi Phú Gia. 23 hộ dân với 88 nhân khẩu cùng các vật dụng đã được di dời đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, không cho người dân vào nơi nguy hiểm. Theo chính quyền địa phương, cách đây vài năm, núi Phú Gia từng xuất hiện vết nứt dài khoảng 200m. Nơi đây được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao mỗi khi xảy ra mưa lũ. Từ tối ngày mùng 4 tháng 11 đến chiều ngày mùng 5 tháng 11 trên địa bàn huyện xảy ra mưa to đến rất to. Vì vậy, dự báo trong thời gian tới, mưa to vẫn tiếp diễn. Vì vậy, đất vùng gò đồi đạt trạng thái bão hòa nước, nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Đề phòng tình huống nguy hiểm xảy ra, các xã Lộc Tiến, Lộc Trì, Lộc Bình, Lộc Điền được Ủy ban dân huyện Phú Lộc chỉ đạo khẩn trương triển khai sơ tán hàng trăm hộ dân ở vùng nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở. Đến chiều ngày 5 tháng 11, công tác di rời các hộ dân đã hoàn tất. Khoảng 2 giờ 15 phút sáng mùng 4 tháng 11, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà 5 tầng, rộng khoảng 100 m2 ở trong ngõ 20, phố Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Khu vực cháy là nơi để đồ của gia đình nên bén lửa nhanh và tạo nhiều khói độc. Chủ nhà Nguyễn Ngọc Hữu cho biết, vợ chồng ông đang ngủ ở tầng 4 thì nhà cháy ở tầng 1 nên đã gọi cứu hỏa. Nhớ lại vụ hỏa hoạn ở nhà mình, ông Nguyễn Ngọc Hữu Sinh năm 1948, phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và vợ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Hữu kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ngôi nhà của mình bất ngờ bốc cháy. Tôi đang ngủ say trên tầng 4 thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn và khói độc bốc lên từ tầng 1. Trong cơn hoảng loạn, ông Hữu vừa gọi điện báo lực lượng chức năng, vừa hô hoán vợ chạy lên tầng thượng để cầu cứu. Lửa mỗi lúc một lớn, kèm theo tiếng nổ và khói mù mịt bốc lên. Hai vợ chồng ông chỉ biết cầu mong lực lượng công an đến cứu giúp. Họ đều đã lớn tuổi, không biết phải làm sao. Rất may, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa và cứu người bị nạn. Ông Hữu và vợ xúc động bày tỏ lòng biết ơn với những người lính cứu hỏa. Theo thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy, tình huống lúc bấy giờ rất khẩn cấp, thời gian cứu người chỉ được tính bằng giây. Ông cho biết, nếu không kịp thời đưa ra phương án ứng cứu, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm khi hết oxy hoặc khi đám cháy bùng phát mạnh. Thời điểm phát hiện, vợ chồng ông Hữu đều tỉnh táo, cả hai sử dụng mặt nạ chống độc và được đưa xuống phía dưới an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt sau khoảng 10 phút. Trung tá Nguyễn Minh Đức, phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 cho biết, sự tàn phá của lửa trong các đám cháy diễn biến rất nhanh và khó lường. Điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là làm sao cứu được tính mạng và bảo vệ tài sản của người dân một cách an toàn và hiệu quả nhất. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong vụ án này, ông Lê Tiến Phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận từ năm 2010 đến năm 2015. Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Thọ, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo kết luận điều tra, năm 1993, công ty Regal International Overseas Corp, Hồng Kông được chính phủ đồng ý cho đầu tư dự án Ocean Dance Golf Club, tức sân golf Phan Thiết. Chính phủ cho doanh nghiệp này thuê đất thời hạn 50 năm để làm dự án. Sau khi được cấp giấy phép, công ty cổ phần dạng đông tiếp tục đề nghị chính quyền tỉnh xin chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị tại dự án Ocean Dance Golf Club. Tháng 3 năm 2014, ông Phương ký công văn báo cáo thường vụ tỉnh ủy đề nghị xem xét cho chủ trương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị theo đề nghị của công ty cổ phần dạng đông. Nhận công văn này, ông Huỳnh Văn Tý, khi đó là bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, chủ trì họp ban thường vụ rồi thống nhất đồng ý. Quá trình thực hiện dự án, các bị can để xảy ra hai sai phạm. Đầu tiên, hành vi phê duyệt giá với hơn 10 ha đất ở quy hoạch nhà cao tầng tại dự án trái quy định, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng. Sai phạm thứ hai liên quan đến việc định giá với hơn 25 ha nhà thấp tầng, gây thiệt hại 150 tỷ đồng. C01 xác định các bị can trong vụ án gây thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, các bị can đã nộp tổng cộng hơn 90 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã kê biên rất nhiều bất động sản tài sản liên quan của các bị can. Cụ thể, đối với bị can Lê Tiến Phương, cơ quan điều tra đã kê biên 5 thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 9 bất động sản liên quan đến ông Đỗ Ngọc Điệp. Đối với bị can Nguyễn Văn Thọ, kê biên 10 thửa đất và tài sản gắn liền với đất đối với bị can Nguyễn Văn Phòng cơ quan điều tra đã kê biên hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng chưa cho giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất của Công ty cổ phần dạng đông, Công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bộ Công an có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành Bình Thuận, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động đối với tài sản của 17 bị can trong vụ án và kiến nghị hội đồng xét xử yêu cầu các bị can khắc phục hậu quả, số tiền thiệt hại là hơn 308 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ quái xế gây tai nạn khiến một người tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hà Nội. Bố của chị NHQ, 27 tuổi, trú tại Hai Bà Trương, Hà Nội, nạn nhân trong vụ việc đã cố kìm nước mắt để chuẩn bị tang lễ cho con gái một người thân cho biết, đêm mùng 2 tháng 11, chị NHQ trở về sau buổi gặp gỡ một người bạn từ thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo Bà Triệu, cô dừng chờ đèn đỏ, thì bị một nhóm thanh thiếu niên phóng xe tông trúng. Chứng kiến sự việc, chị Yến Linh, sống tại quận Tây Hồ, nói vẫn còn ám ảnh nhớ lại cảnh đoàn xe phóng nhanh, nẹt bô, lặng lách đánh võng giữa phố. Từ khoảng cách khá xa, chị Linh đã nghe tiếng bô nổ chói tay, vợ chồng chị vội tấp vào bên đường. Lúc này, chị Linh thấy một chiếc xe máy chở theo hai cô gái trẻ đi hướng ngược lại với tốc độ cao, lao trúng cô gái đang chờ đèn đỏ. Nạn nhân ngã ra đường. Một chiếc xe máy khác do hai nam giới điều khiển chen qua người cô gái. Sau va chạm, nhóm quái xế đỡ nhau lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Chị Linh và nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Nạn nhân chảy máu rất nhiều. Cuộc gọi cấp cứu và cảnh sát được họ thực hiện ngay khi ấy. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Nhân chứng nói, đêm đó tôi mất ngủ, cứ nhắm mắt là cảnh tượng đau lòng lại hiện ra đồng thời bày tỏ bức xúc về hành vi của nhóm thanh thiếu niên trong đoàn đua xe lạng lách. Liên quan đến vụ việc bà LTL, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, mẹ của đối tượng NTMK, 16 tuổi, người gây ra vụ tai nạn cho biết, gia đình đi ăn cỗ ở làng bên để chìa khóa xe máy ở nhà. Khi ca hỏi mượn xe máy của mẹ, bà L đã ngăn cản, nhưng thanh niên nhất quyết muốn đi làm thêm rồi lấy chìa khóa xe. Tại trụ sở công an, ca khai nhận, sau va chạm, nạn nhân ngã trước đầu xe khiến tôi bất ngờ và không kịp phản ứng. Tôi sợ hãi và hốt hoảng nên bỏ chạy khỏi hiện trường. Cả là con út trong gia đình, trên có hai chị gái. Từ khi hay tin con trai tuổi mới lớn nhập đoàn đua xe gây tai nạn, bà lời nói cảm thấy hối hận vì đã giao xe cho con. Người phụ nữ chia sẻ, con mình cũng như con người ta, tôi vô cùng đau xót, giờ tôi chỉ biết chờ đợi, mong được cơ quan chức năng giúp đỡ sang nhà nạn nhân nói lời xin lỗi liên quan vụ đoàn quái xế tông tử vong cô gái đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hà Nội. Trong chiều ngày 4 tháng 11, lễ viếng của chị NHQ, người gặp nạn sau cú tông của nhóm quái xế đã được tổ chức tại nhà tang lễ Việt Sô, số 1A Trần Khánh Sư, Hà Nội. Trước đó khi hay tin cô con gái gặp tai nạn, cô P mẹ HQ cùng người thân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mẹ còn nạn nhân khóc ngất bên thi thể con gái trước nỗi đau mất mát quá lớn khi mất đi cô con gái tuổi ngoài đôi mươi. Người. người mẹ nén đau thương đăng tải hình ảnh cô con gái cùng tờ cáo phó lên mạng xã hội, kèm theo dòng chia sẻ. Mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con, con yên lòng, con yêu nhé. Yêu thương con gái mẹ nhiều lắm lắm. Xin cả nhà một lời nguyện bình an đến cho con, để con sớm về cảnh giới an lành. Dù con phiêu diêu tự tại chỗ nào, cũng thật bình an con nhé. Mẹ và cả nhà luôn yêu thương nhớ về con. Trong khi lễ tang diễn ra, cô P đã không thể chịu được nỗi đau quá lớn bất ngờ ập đến, khiến cô lả đi và được người thân đưa ra ngoài. Chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiện kẻ đầu xanh, mọi người có mặt tại lễ tang không khỏi xót xa rời lệ. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng để lại những lời chưa buồn, mong gia đình cô gái mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát này. Trước sự mất mát quá đỗi ngột ngạt của cô gái trẻ, người dân bạn bè xóm giềng, ai nấy đều băng hoang và đau xót, có mặt tại tang lễ nhiều người đã không ngăn được dòng nước mắt tiếc thường. Trưa ngày 4 tháng 11, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 10 người để làm rõ vụ việc. Về hai đối tượng đã khiến nạn nhân tử vong là Nguyễn Hồng Nhung, 19 tuổi, chú quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đã tông vào chị Quy lần một khiến chị ngã ra đường, và NTMK, 16 tuổi, chú huyện Thanh Trì, Hà Nội, cùng chạy theo đoàn đã đâm tiếp vào chị Quy lần hai khiến chị Quy tử vong tại chỗ. Tại trụ sở công an, Nhung thừa nhận hành vi của mình và cho hay bản thân rất hối lỗi. Sau khi va chạm với chị Quy lần một, Nhung cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện. Theo Nhung, khi mở mắt ra đã thấy mình được đưa vào bệnh viện và không nhớ gì cả. Nghe bạn kể lại, Nhung mới biết đã gây tai nạn, làm thiệt mạng người. Nhung nói, tôi thấy rất sốc và hối hận, và cho biết bản thân tò mò muốn thử cảm giác và cũng xem có người quen trong đoàn đua không nên đã đi theo chiếc xe nhung cầm lái là tiền của bố mẹ trò nhung xin mua và hứa dùng để đi làm về phía ca thiếu niên này cho hay có thấy xe của chị nhung tông ngã chị quỳ nhưng do lái xe tốc độ cao nên bị bất ngờ và không kịp phản xạ nên tiếp tục đâm vào nạn nhân sau đó do hoảng sợ nên ca đã phóng xe về nhà công an quận hoàn kiếm đang điều tra để xử lý triệt đẻ đúng người đúng hành vi đối với nhóm quái xế